Chào mừng các bạn quay lại với blog Drupal.com, và trong video này chúng ta sẽ tiếp tục với cái theme của chúng ta. Đó là video trước thì ta đã hoàn thành tới cái slide, cái phần header này, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái trang chủ này tới phần phần dưới này ha. Thì phần này chúng ta sẽ có là một cái thông tin ở đây, và các cái bài viết ở đây. Thì chúng ta sẽ tiếp tục xem cái cấu trúc của nó như thế nào. Thì đây là một cái highlight. Main content sidebar. Ta sẽ tiếp tục với phần HTML. Đó là main, ở đây contain class bằng left. Một số phần này thì không cần thiết, ta xóa đi. Đây là, ở đây tôi sẽ đổi cái này lại, đó là tab và cái biến tab này á, có nghĩa là nó sẽ in ra cái user tab. Ví dụ như là mình đăng nhập với mình đăng nhập bằng admin thì nó sẽ có một cái tab, có thể là tab là edit bài viết hoặc là cái gì đó. Footer này ta sẽ cho nó xuống dưới. Sidebar. Render by size, và thì đây là reason size 3. Còn ở đây nó có một cái shadow nữa đây. Rồi, và bây giờ ta sẽ refresh lại thử xem. Rồi, nó đã có cái shadow ở đây. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tới làm cái phần highlight này. Thì cái phần này tôi sẽ cho nó là một cái block và sẽ gắn nó vào đây. Thì bây giờ ta phải login vào six, login, ta sẽ login vào với tài khoản admin. Password là gì ta? Quên mất. Không.
nhiên quên mất password. Và ta sẽ vào structure block ta sẽ add new một cái block. Và đây là gì? Welcome. Thì ở đây đây nó sử dụng cái gì? Ở đây nó sử dụng một cái class đó là highlight. Ta sẽ copy class này vào. Và đây là CSS class là highlight. Thì cái field này ở trong phần quản lý block đó, thì ta sẽ sử dụng một cái module đó là block class. Nó sẽ có một cái field nhập class cho block như thế này. Các bạn có thể cài cái module này vào, module đó là block class. Ở đây ta sẽ hiện ở main content và chỉ hiện trên page đó là from. Ở đây nó có một cái gợi ý, nó là có thể nhập một cái đường link hoặc là một cái path hoặc là một cái đây là cho trang chủ. Ok, và ở đây nó còn một cái hình nữa, ta sẽ chọn full HTML. Ta sẽ xem. Ta sẽ up một cái hình lên đây. Save block lại. Description này đó là chữ gì? Oh, sorry, hai highlight. Home sale. Block này nó nhảy lên trên, nó không có vào cái main. Nó không có nằm trong cái main này. Sorry. Tôi đã đặt lộn nó vào cái main menu rồi, bây giờ tôi sẽ kéo nó vào cái phần content. Sale. Nó hiện lên đây rồi thì nhưng mà nó chưa có đúng. Đây là cái thẻ H3.
tới hình, sau đó thì tới một cái B, thẻ B. Chúng ta sẽ edit nó lại. Ở đây thì tôi sẽ không đặt cái title nó ở đây mà tôi sẽ bỏ vào trong đây luôn. Heading 3. Đây là một cái thẻ B. Cái hình này thì nó có một cái class đó là Ray nữa. Ta sẽ edit nó một lần nữa. Ở đây. Thì ta sẽ nhấp chuột phải vào hình và chọn cái tab mở rộng ở đây là Love Style Sheet, đó là Right. Và tiếp theo tôi sẽ save cái block này lại. Vâng, và nó đã hiện như là trên HTML. Ở phần dưới này tôi sẽ hiện một số các cái bài viết mà có sẵn ở đây. Tôi đã có sẵn các cái bài viết ở đây thì phần này tôi sẽ làm một cái view và kéo các cái bài viết ra. Trước tiên thì ta sẽ vào phần content để ta có thể ta sẽ tắt các cái bài viết này, không cho nó hiện lên trang chủ nữa. Sẽ phải chọn nó là đi promote. Và bây giờ thì trên trang chủ không còn cái bài viết nào nữa, thì bây giờ tôi sẽ làm một cái view để kéo cái phần bài viết này ra. Ta sẽ vào phần structure view và tạo một cái view mới, add new view. Đây là view new article, thì content đây là article. Ta sẽ tạo block cho nó là, bên đây là gì ta, nó là thuộc dạng div. Thì ta sẽ để cho nó là unformat. Tiếp tục tiêu đề một cái hình, ta sẽ add fill, đó là thumbnail của cái article.
đây ta sẽ chọn cái kiểu hình là lớn và không có tạo cái label. Không có link. Ok. Ồ, nó to quá, nó to hơn cái phần này. Ta sẽ cho nó nhỏ lại. Medium. Ok, và như thế này là vừa rồi. Thì ở đây thì nó sẽ được bao quanh bởi một cái div và có class là image và left. Thì tôi sẽ add cái này vào class vào cho nó. Customize field, và đây là cái div. Select class là image và left. Thì cái này nó link tới content. Và nó sẽ nằm ở trên cái title. Và phần này nó sẽ có một cái div là test và left. Nó sẽ có h4 và thẻ b. Ok, và bây giờ tôi sẽ tạo cho nó một cái title này, nó sẽ không có link. Và nó là H4. Nó sẽ có một cái B nữa, đó là cái phần trích dẫn này, thì đó là phần body. Ta add một cái field là body, và ở đây ta sẽ chọn cái phần là summary. Và cái style của nó là thẻ B. Ok, và nó còn bao quanh ở ngoài một cái div đó là test nữa. Thì ta sẽ add một cái view custom test. Custom test này thì ta sẽ relay nó bằng title và phần body này. Thì nó có cái class là test và left.
có lẽ phần trên này ta sẽ exclude from from display, là ta sẽ ẩn cái phần cái fill gốc đi. Phần này thì do nó sử dụng cái relay mình button này, nó không có lấy được cái style của view ở trên, thì ta sẽ ép vào đây cái H4 vào đây. Ok, và cái cấu trúc của nó đã xong rồi thì tôi sẽ save cái view, cái view này lại. Tiếp theo thì ta sẽ vào cái phần block, structure block. Ta sẽ tìm cái view này, đó là view new article. Đây thì ta sẽ cho nó hiện ở phần content và title là none. Và sau trên from bay thôi, sau trên trang chủ thôi, thì ta sẽ ra trang chủ để ta xem nó như thế nào. Và đây là cái phần ta đã làm, có lẽ nó còn thiếu một số cái class. Nó thiếu một cái class, đó là class project. Ta sẽ vào cái view, là view, và ta vào cái phần CSS này, ta sẽ thêm vào đây là project, đây class project. Và save cái view lại. Hình như là vẫn còn thiếu một cái div, đó là clear copy và vào cái phần global custom test này, ta sẽ thêm vào đây là clear. Copy. Nó còn thiếu một cái class nữa. Oh, sorry các bạn, đây là class item. Và cái test lab này nó là của cái phần body. Không 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 không, hình như là mình đã
test lab. F4 và B đúng rồi. Ok, và cái này mình sẽ tắt nó đi để mình cho cái phần clear này nó ra ngoài. Thì đây là không có gì, không có sử dụng cái này. Ta sẽ để một cái deep ở đây. Và mỗi cái bài như thế này thì nó một có cái class là nó là item. Thì tôi sẽ thêm vào row class đây, thì ta sẽ vào cái phần setting này của cái format, ta thêm một cái item ở đây và save lại. Phần xin lỗi. Ở đây ta sẽ bỏ hết mấy cái class của class mặc định của cái view này đi. Thì ở cái view này nó có một cái wrapper, ta sẽ bỏ nó đi. Item image image test item có lẽ là do hình này nó lớn hơn, cái ảnh của chúng ta nó lớn hơn cái ảnh ở trong HTML, thì tôi sẽ cho nó nhỏ lại, đó là 183 và 111 pixel. Như vậy thì nó nhỏ quá. Chúng ta sẽ tạo cho nó một cái image style với cái kích thước là 183 và 111 để cho nó đúng kích thước của cái HTML. Thì ta sẽ vào configuration và image style, add thêm một cái style, đó là new article thumbnail. Thì ở đây tôi sẽ add một cái co giãn, đó là cái này là scale. Scale thì 100 183.
Irkutsk. Thì đây là 183, hết là 111. Sau đó là ta sẽ qua phần view và refresh lại. Thì ở cái field thumbnail này nó sẽ có thêm một cái nữa, đó là new article thumbnail. Ta sẽ chọn và save lại. Ok, và hình của chúng ta nó đã hiện lên rồi, lên đúng kích thước rồi. Thì ở trên đây có một cái H3, đó là cái title của cái blog này. Tôi sẽ vào phần view và add một cái header. Nó bị lỗi ajax của cái view. Đây là một cái test area. Tôi sẽ cho nó vào đây, đó là H3. Ok, và rất là nhanh thì chúng ta đã có thể hoàn thành được một số cái vùng, một số cái block ở trên trang chủ. Phần này thì nó là cái phần này thì ta sẽ không cần đến và ta sẽ bỏ nó đi ở trong cái phần bay .tbl.php của chúng ta, đó là cái branding. Thì ở đây nó có một cái break room, ta sẽ bỏ nó đi ha. Nếu mà ta có cần dùng đến thì sau này ta sẽ sử dụng lại. Đấy. Ta sẽ vào thử một bài viết. Đây là phần tab ở trên cái bay.tbl.php. Đây là cái phần tab. Thì nó sẽ hiện ra như thế này. Bài viết nó cũng hiển thị cũng tương đối là đẹp. Thì tiếp theo ta sẽ làm cái phần sidebar này. Thì phần sidebar này chắc có lẽ là cũng chỉ có một số cái block, số hình. Ok, và phần này chắc có lẽ là tôi sẽ làm ở video tiếp theo, và cái này các bạn có thể tự làm bằng
vài cái lock ở đây, bạn sẽ tạo một vài cái lock và add nó vào. Thì tới đây tôi sẽ có dừng cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.